Trước tình hình nhiều nơi đang phải trải qua nhiều đau thương mất mát do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 gây ra, các tổ chức cá nhân, đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến vùng lũ để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con. Và đặc biệt là để cảm ơn thay cho những tinh thần nghĩa hiệp đó, nhiều quán cơm, quán nước, chỗ ở miễn phí đã được người dân mở ra để tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện. Và sau đây là ghi nhận tại tỉnh Lào Cai, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra thời gian qua. Khoảng 2 giờ sáng vào thời gian này, quán cơm không đồng của người dân ở tổ dân phố Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng vẫn hoạt động. Những hộp cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng, luôn sẵn sàng đón các đoàn thiện nguyện đến với vùng lũ Lào Cai. Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp các đoàn thiện nguyện đến với vùng lũ Lào Cai thuận lợi hơn, mà còn là lời cảm ơn chân thành của người dân địa phương trước những tấm lòng thơm thảo của đồng bào cả nước đã đồng hành, chia sẻ và cùng hỗ trợ tỉnh Lào Cai vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tất cả đều xúc động trước tình cảm và sự nhiệt tình của người dân Lào Cai dành cho các đoàn thiện nguyện. Điều này cho thấy được truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam với tinh thần đoàn kết một lòng là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt do mưa lũ gây ra. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết để đảm bảo an toàn, đơn vị đã quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều ngày 18 đến hết hôm nay ngày 19 tháng 9. Vâng, và đối với những trường đại học tư thục, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Các trường có tổ chức bán trú liên hệ với cha mẹ trẻ mầm non, học sinh về thời gian đón con, đảm bảo trẻ mầm non, học sinh được quản lý chăm sóc tốt ở trường khi cha mẹ chưa thể đến đón. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu nhắc nhở học sinh và cha mẹ học sinh cẩn trọng khi đi lại trong điều kiện thời tiết bất lợi. Thông báo đến học sinh, cha mẹ học sinh ở xa trường nếu gặp khó khăn, nguy hiểm trong quá trình đi lại trên những tuyến đường ngập lụt thì có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm xin phép cho học sinh nghỉ học. Nhà trường đảm bảo hỗ trợ bổ sung kiến thức cho học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học phải được thông báo sớm để chủ động thực hiện, tránh gây xáo trộn, trở ngại, nhất là trong quá trình đi lại và triển khai bán trú. Sau bão, các đơn vị chủ động khẩn trương tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau áp thấp nhiệt đới, bão, khi nước rút, mưa ngớt để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường. Tăng cường hoạt động trải nghiệm giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về quân đội, vun đắp tình yêu quê hương. Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động học kỳ quân đội, một ngày làm chiến sĩ. Thông qua các hoạt động thú vị, các em không chỉ có được khoảng thời gian ý nghĩa mà còn trưởng thành hơn cả về nhận thức lẫn hành động. Đại đội Pháo binh 37, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu ngày cuối tuần. Khuôn viên đơn vị sôi nổi và nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của nhiều thiếu nhi đến tham gia chương trình Chúng em là chiến sĩ. Ngoài được tìm hiểu về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về công việc của các chú bộ đội, các em còn được chỉ dạy nhiều kỹ năng, đức tính của một quân nhân. Tham gia chương trình chúng tôi là chiến sĩ thì là con đã học được một cái điều là phải cẩn thận, kỷ luật tốt. Giới thiệu cho các em về các cái chế độ trong ngày, trong tuần cũng như là những cái hoạt động chính của đơn vị để cho các em nắm được cũng như là tạo ra những cái sân chơi lành mạnh, cũng định hướng cho các em về cái thực hiện cái nhiệm vụ mà bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình hiện nay. Thôi thúc các em có những động cơ phấn đấu học tập rèn luyện để phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này. Hào hứng là tâm trạng của các em học sinh huyện Đất Đỏ khi lần đầu tham quan trải nghiệm tại trạm Rada 261, làm quen với các bài học điều lệnh và đặc biệt được tận tay thử sức gấp xếp nội vụ. Khi mà chúng ta được tham gia một ngày làm chiến sĩ sẽ giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của các chú ở nơi đây. Khi mà vào đây thì sẽ được các chú hướng dẫn cho cách xếp nội vụ, rồi cách để đi đều, rồi nhiều thứ khác. Hoạt động trải nghiệm quân đội được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các trường học tổ chức đoàn hội đội thường xuyên, nhất là vào dịp hè. Từ năm 2023 đến nay, đã có gần 10 chương trình được tổ chức, thu hút hơn 1.000 em học sinh tham gia. Dạ, em thấy các chú chiến sĩ rất là chăm chỉ và kiểu là cố gắng để làm tốt được những nhiệm vụ. Em học tập được các anh chiến sĩ là mình phải cố gắng trong những việc và phải rèn luyện cái tính tỉ mỉ. Hôm nay
là mình có được trải nghiệm về các chú bộ đội đến tham quan doanh trại, thì các con cũng sẽ biết được là các cách các chú được thực hành cũng như là công việc thực tế của các chú như thế nào, thì em cảm thấy rất là bổ ích, và cũng như là các con cũng sẽ được có thêm rất là nhiều cái kiến thức trong để áp dụng trong cuộc học, trong việc học cũng như là trong cuộc sống sau này. Những trải nghiệm được các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức phù hợp với độ tuổi, nhận thức, giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt, học theo, qua đó xây dựng nền nếp học tập, sinh hoạt khoa học, kỷ luật. Đồng thời nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương đất nước, yêu những con người đã và đang từng ngày cống hiến sức lực, hy sinh bản thân để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ nền hòa bình, độc lập của Tổ quốc. Thưa quý vị, bão số 3 đã đi qua nhưng sức tàn phá và hậu quả của nó để lại vẫn vô cùng nặng nề. Do ảnh hưởng của bão, lượng mưa quá lớn khiến nước đổ về làm thay đổi dòng chảy tại khu vực đập của hồ chứa Bùn Thải, Quảng Trì Kẽm ở xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, khiến lượng lớn bùn tràn ra và gây hư hại hoa màu và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ghi nhận của phóng viên VTC. Trước cơn bão số 3, tại khu vực hố nước sâu này của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn ở thị xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn chính là trạm quan trắc môi trường được xây kiên cố cùng 3 bể lắng bằng bê tông để chứa nước thải quặng đã qua xử lý. Thế nhưng đây là những gì còn lại sau cơn bão đi qua cùng dòng lũ. Mưa lũ, đất đá trên đồi cao che lấp dòng chảy của lối thoát khe suối dẫn tới tràn vào bờ đập, nước ngập xoáy vào chân đập gây sạt lở. Khi mà cái việc mà thay đổi dòng chảy mà làm sạt lở ấy, thì từ trước đến nay là ở đây chưa xảy ra bao giờ. Từ khi mà huy động công trình nhà xưởng tuyển vào hoạt động ấy, thì trên khoảng 25 năm nay là không có cái hiện tượng thay đổi dòng chảy. Và đến năm nay thì đúng qua cơn bão số 3 thì đã cái việc sạt lở trên hạ nguồn thì đã làm tắc rồi lôi theo đất đá lớn xuống phía hạ nguồn gần khu vực tuyển này, đã làm thay đổi dòng chảy. Thì nó quét vào khu vực đập và các công trình cho mới có cái hiện tượng sạt lở này. Đập bị sạt lở, bùn thải quặng theo dòng nước chảy xuống xã Bản Thi, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân đang sinh sống tại đây và phủ kín hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp của người dân. Tình hình là từ khi lũ nó xuống thì là gia đình thì hai vợ chồng đấy cũng không chạy được cái gì đồ đạc, nói chung là chỉ mỗi người chạy được thôi. Tất cả đồ đạc các thứ ngập hết. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn xác nhận, có tình trạng sạt lở đập chứa bùn thải kẽm chì của công ty kim loại màu Bắc Cạn. Khối lượng chất thải ước tính ban đầu khoảng 1.000 tấn tràn ra sau sự cố vỡ đập. Hiện không ghi nhận thiệt hại về người và phía công ty đang thống kê diện tích đất canh tác người dân bị ảnh hưởng. Nay thì cũng đang khắc phục tạm thời, và trong thời gian tới thì khi mà có cái kết quả đánh giá của cơ quan chuyên ngành cũng như là các kết quả kiểm nghiệm về các mẫu phân tích, thì trên cơ sở khuyến cáo cũng như là chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi cũng sẽ có những cái hướng chỉ đạo đối với lại địa phương cũng như là đối với cơ sở. Còn trước mắt thì hiện nay công ty cũng đang tập trung nhân lực cũng như là phương tiện máy móc để khắc phục triệt để sự cố. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn đã dừng hết hoạt động sản xuất. Tất cả công nhân của công ty tập trung vào việc công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hiện công ty đang tập trung xử lý và đã khắc phục xong phần đập bị sạt lở, cho công nhân nạo vét và vận chuyển hết lượng bùn thải bị tràn ra môi trường, kiểm đếm thiệt hại cho người dân để có phương án đền bù. Với tinh thần quyết tâm 3K4 kíp, tuy là mức độ công việc, tuy vào cái sự phân công của ban phòng chống, thì chúng tôi được tập trung là cái đầu tiên là xử lý vấn đề là nước chảy ra ngoài môi trường. Sau đó thì tập trung nhanh vấn đề là thu gom tất cả các chất thải mà do mưa lũ xảy ra. Nhưng chị cũng nhìn thấy là anh em là cũng rất nhiệt tình. Cơ bản là 3K, bình thường có răng cả dây điện sáng đấy. Chị em để làm đêm, vừa đóng kết. Thì chúng tôi đã có huy động toàn bộ cũng thiết bị như máy này, ô tô rồi con người là lạo vét kể cả ở các khu vườn nhà dân dọc tuyến đường khe suối rồi các cái khu vực có thể vét ở các khe đá, là hiện tại là đang cho toàn bộ anh em vét lên ô tô và chở ngược lại
khu vực bãi để chứa là theo cái mình xử lý tình huống là lạo vét và vận chuyển quay ngược lại để đảm bảo rằng là làm đến đâu cũng sẽ triệt để và gọn gàng đến đấy. Thì là phía do lúc xảy ra cái thiên tai thế thì ra phía công ty cũng hỗ trợ cho gia đình tôi nơi ăn, chốn ở và một số những cái đồ dùng sinh hoạt hàng ngày để cho chúng tôi tiếp tục gọi là duy trì cả cuộc sống. Công tác khắc phục sự cố tại đây đang được thực hiện khẩn trương nhằm hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường. Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có mặt để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục về vấn đề ô nhiễm, hiện đang chờ kết quả lấy mẫu phân tích để kết luận.